Chào mừng mọi người đến với thế giới mê gì bằng Messine nhà tôi. Niềm háo hức hăm hở khám phá về ma quỷ, quái vật, lời nguyền, phù thủy chưa bao giờ là hạ nhiệt trong lòng các tín đồ mê phim cả. Hàng năm thì luôn có một loạt các tựa phim, series kinh dị ra đời để yêu chiều nhu cầu của khán giả. Dĩ nhiên là có bom tấn lẫn cả bom xịt rồi. Chủ đề thì đa dạng, từ những gia đình chịu mua nhà với cái cửa cũ kỹ còn hơn cả thâm niên ế của bạn, những liền anh liền chị đến khu vực bỏ hoang lần đầu và hỏi, có ai không? Vâng, mấy người chỉ mới trình diện với quý vong đang sống tại đó thôi, cho nên là mấy thanh niên Gen Z lấy cầu cơ làm trò chơi và trời cho va lắc xuất hiện, nói trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cọng cơ. Để các ông các bà biết được mình nên xem những phim nào, tôi, Messine, xin trân trọng cắt băng khánh thành tour du lịch kinh dị được tài trợ bởi công ty vô trách nhiệm vô hạn một mình tao, tức là tôi luôn. Hôm nay thì mọi người sẽ được tham quan top 5 bộ phim kinh dị nửa đầu năm 2021 với tiêu chí nhận xét mê hay chê dựa theo quan điểm cũng của riêng tôi luôn. Ừ đấy, ngang ngược vậy đấy, chịu ý chịu, không chịu cũng phải chịu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và xin lưu ý, sản phẩm này không phải là recap và không có tác dụng thay thế tóm tắt. Các anh chị em vui lòng nghe kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhá. Nếu có tác dụng phụ thì tôi chỉ chịu trách nhiệm với việc các bạn mê mẩn Messine mà thôi. Còn bây giờ thì Messine, let's go! Ứng cử viên đầu tiên cho danh hiệu mê hay chê của tôi chính là Fear Street. Con phim Netflix đáng lẽ không kéo dài tận 3 phần nếu như các nhân vật chịu đeo khẩu trang theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Phạt 2 triệu. Đùa đấy. Đầy đứa có đeo thì cũng không thể thoát khỏi lời nguyền ám ảnh lên thị trấn Shadyside. Fear Street được chuyển thể từ loạt truyện cùng tên của nhà văn R.L. Stein mà nổi tiếng với bộ Những câu chuyện kỳ bí, chắc hẳn là làm bao nhiêu người mê mệt hồi còn nhỏ. Mà không mê thì thôi. Sau khi trì hoãn từ năm 2015, Netflix ra mắt trilogy gồm phần 1 1994, phần 2 1978 và phần 3 1666. Đến với Fear Street, các ông các bà sẽ làm quen với màn cơm chó từ Dina và Sam, từ em trai Dina với bạn con gái của Dina và màn thị tẩm tự thẩm của bạn con trai của Dina, trong khi đang bị giàn tay sai của phù thủy Sarah Free Fire. What the? Nhầm, Sarah Fear săn đuổi. Tôi phải dành lời khen cho nhà sản xuất khi giúp Fear Street tránh được cái rớp phim kinh dị rẻ tiền. Lý do là đây. Nếu các ông lo kịch bản mờ nhạt, thì tôi cá là khối người sẽ phờ phạc với những cú cua xe từ biên kịch khi người tốt trở thành người xấu, và người xấu thì vẫn cứ xấu. Fear Street có cốt truyện kết nối khá là chặt chẽ với nhau qua 3 phần. Lời nguyền không tự dưng mà có. Các yếu tố xã hội như sự phân biệt, kỳ thị, mê tín, lòng tham của con người đều được thể hiện đúng mức và đúng chỗ trong phim. Dù bối cảnh của Fear Street gần gũi nhất cũng là tận năm 1994, nhưng mà tâm lý của lứa tuổi thanh thiếu niên như Gen Z hiện nay được các biên kịch khắc họa là khá ổn. Ai cũng có những bận tâm về tiền bạc, tình yêu, bạn bè, những ức chế khi bị đổ oan, hãm hại. Nên là khi xem phim thì tôi biết là có rất nhiều người sẽ đồng cảm với các nhân vật đấy. Fear Street cũng không có những đứa não ngắn cosplay Yasuo solo 6 phút GG hay là nghĩ mình là Harry Potter. Cậu bé đã sống sót nhưng yếu mà ra gió nên chết ngắc như mấy bộ mì ăn liền khác. Phim cho thấy sự hợp tác sinh tồn thực sự giữa các nhân vật, như là Dina mém đã đi xa nếu không có cậu em Josh và hai đứa bạn support tận tình cho. Đặc biệt là Messine thích cách sắp xếp plot twist hé lộ hung thủ thật sự của Fear Street. Còn gì đau hơn khi mà bạn ăn cú lừa thì crush của mình, một người chơi hệ lươn. Nếu không có crush thì tự tưởng tượng cũng được. Điểm cộng nữa là nhân vật không lằn nhằn kiểu là Opa, Ue, sao anh nỡ làm thế, mà thẳng thắn đi múc kẻ thù ác ngay. Đúng kiểu là dù anh gọi đấy là tâm huyết, nhưng em quyết làm cho anh câm điếc. Ồ, ngắm gà khỏa thân ngay. Túm cái quần lại, Fear Street xứng đáng để các ông các bà dành thời gian để thưởng thức. Dù vẫn có những hạt sạn lấn cấn xuyên suốt 3 phần phim, quan trọng là phải coi cả 3 phần thì mới phê cái phim này được. Như là bún đậu mắm tôm, không thể ăn mỗi cái phần bún mà chê cả món nhạt mồm nhạt miệng được đúng không nào? Thử ăn chung xem, ngon nhất cái nách à. Vậy Fear Street xứng đáng nhận phiếu mê hay là chê của tôi đây? Mê nhá! Giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ 7 trong loạt phim liên quan đến các vụ án điều tra siêu nhiên của vợ chồng Ed và Lorraine Warren, The Conjuring 3, aka Ma đưa lối, quỷ dẫn đường.
dựa trên phiên tòa xét xử Antoine Johnson năm 1981. Đây là vụ án đầu tiên tại Mỹ mà luật sư phải biện hộ cho thân chủ phạm tội với lý do các thế lực huyền bí kiểm soát, xúi dục giết người. Các ông nghe có tin nổi không? Tin chứ. Tin tất là được. Tất nhiên là tòa án cũng như thế rồi. Vậy nên vợ chồng nhà Warren mới có công việc để làm chứ. Sau khi phát hành thì The Conjuring 3 nhận được khá nhiều lời chê phim, chủ yếu nói là kịch bản mang tính đầu voi đuôi chuột. Nói chung thì cũng có lý, dù phim khá là ổn về bối cảnh, hiệu ứng, âm thanh lẫn diễn xuất. Chỉ là góc khai thác, phát triển cốt truyện hơi nhẹ đô một chút so với các phần phim trước. Tôi sẽ không phân tích nhiều mạch phim của Ma Xui Quỷ Khiến vì chắc là các ông cũng xem review ở nhiều nơi rồi. Tôi chỉ muốn nêu quan điểm rằng ấy, The Conjuring 3 có thể hơi xuống phong độ một chút so với các phần phim tiền nhiệm, nhưng mà ý nghĩa của bộ phim mang lại vẫn rất là ổn nhá. Tùy theo quan điểm mỗi người, có người thì cho là phim buff sức mạnh của vợ chồng nhà Warren quá là vô lý với việc dùng tình yêu vượt qua nỗi sợ, nỗi đe dọa từ ma quỷ. Riêng tôi thì tôi cảm động vãi với cái cảnh đó. Nói thẳng thì trong phim chỉ có thể trục xuất được quỷ, chứ không thể nào làm nó bị tiêu diệt mãi mãi được. Nhưng mà để có can đảm mà đối diện với nó thì chắc kèo là các ông cần sức mạnh thể lý lẫn tâm lý. Việc cho Ed và Lauren Warren, hai con người lì hợp tính, tạo nên mối tình hợp lý, cùng nhau đồng vợ, đồng chồng, đồng lòng, hội đồng ác quỷ, giúp chúng ta nhận ra sự yêu thương, niềm tin giữa con người với nhau có thể giúp chiến thắng các nghịch cảnh. Deep quá chứ còn gì nữa. Vậy The Conjuring 3, Ma Xui Quỷ Khiến sẽ nhận phiếu mê hay là chê của tôi đây? Mê nhá. Đêm thứ 8, nhưng không diễn ra vào tối chủ nhật, là bộ phim kinh dị tôn giáo mới của xứ sở Củ Sâm. Cốt truyện phim dựa trên truyền thuyết khoảng 2.500 năm trước, khi Đức Phật thu phục con quỷ phá nhiễu trần gian, tách riêng đôi mắt của hắn và nhốt lại ở hai nơi khác biệt, nơi con người không thể phát hiện ra để bảo vệ sự yên bình. Nhưng mà họ vẫn phát hiện ra, rồi triệu hồi ác ma ngu dốt với Sharingan của tộc Uchiha. Cơ mà thế thì mới có phim để coi đấy nhá. Về kịch bản thì đêm thứ 8 chú trọng vào triết lý Phật giáo được lồng ghép vào cuộc đời của các nhân vật. Từ nhà sư Park Jin-soo đến cậu sư trẻ Cheong-seok, người đã sốc trước mọi thứ ở thành phố mà cậu được giao nhiệm vụ phải đi tới, và cả các nhân vật phụ như là hai viên cảnh sát này chẳng hạn. Đôi mắt của quỷ là biểu tượng đại diện cho những góc khuất tâm hồn chứa đầy tội lỗi mặc cảm của họ. Muốn đánh bại được con quỷ thì cần phải tự vượt qua những thứ đó. Có sâu sắc không? Có. Thế có tác dụng làm phim hay hơn không? Không nhiều lắm. Đành rằng phim có dụng ý riêng khi miêu tả sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến ngu ngốc của Cheong-seok là do cậu đúng nghĩa mới ở trên núi xuống. Vì thế mọi thứ ở thành thị đều lạ lẫm. Cảm gia đình từ khi còn nhỏ, nhưng mà đối với ai khó tính thì sẽ cảm thấy cách miêu tả nhân vật này không khéo cho lắm. Chủ đề của phim là sự gấp rút trong việc tìm và diệt quỷ, nhưng mà các ông sẽ thấy Cheong-seok kiểu như này này. Ăn. Ăn. Cho thầy đồ ăn, lại ăn. Ngắm con gái cười, tiếp tục ăn. Cùng crush đưa nhau đi trốn. Em ơi đi trốn với anh. Lại ngắm gái. Lại ăn, nhưng mà là ăn hành. Nhiều đó đủ để khiến cho nhiều người cảm thấy hơi ức chế nhẹ với Cheong-seok, người giữ nét diễn xuất đơ gần như là 80% thời lượng lên hình. Ngay cả đôi mắt của con quỷ còn hoạt động năng suất hơn cả cậu ta nữa. Để được hồi sinh thì nó phải chạy deadline 8 ngày, phải đủ 7 người, 7 nạn nhân thì mới đủ KPI. Có thể chắc kèo rằng dấu ấn của con quỷ thì lo-fi, còn của Cheong-seok thì lo-fi, mờ, nhòe và nói chung là chậm. Một điểm đặc trưng từ phim kinh dị tôn giáo của Hàn đó là xem xong sẽ vẫn còn thắc mắc rất nhiều điều, thậm chí là đi xem review nhiều khi vẫn còn chưa hiểu cơ mà. Một là vì kịch bản phim quá chắc tay, quá ý nghĩa nên là phân tích cũng chưa chắc có thể lột tả hết được. Hai là vì kịch bản quá nhiều lỗ hổng nên là phân tích kiểu nào cũng không trúng. Đêm thứ 8 là loại thứ hai đấy. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, phim thì vẫn làm tốt ở mặt truyền đi thông điệp về luật nhân quả, về việc sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải tự đối mặt với hệ quả từ việc mình làm ra. Ví dụ nhá, ông giáo sư đã phát hiện ra hũ cốt đựng con mắt màu đỏ của quỷ. Chính ông ta để lòng cuồng tín che mờ đi lý trí, lập ra một giáo phái tà đạo dẫn đến kéo theo những con người khác làm mồi cho ác ma. Trời giao thì có ngày đứt tay, còn nguyên băng tín đó đó thì đứt bóng. Vậy đêm thứ 8 nên nhận phiếu mê hay là chê của tôi đây? 50-50 nhá!
đứng ở vị trí thứ 4 trong top 5 phim kinh dị nửa đầu năm 2021 là The Unholy. Với cảm hứng tương tự như The Vatican Tapes, Ấn Quỷ đề cập đến tình trạng ma quỷ sử dụng hình ảnh thần thánh để bẫy con người, lừa họ rơi vào cõi chết. Cô bé Alice trong The Unholy khiếm thính từ nhỏ, nay bỗng dưng có thể nghe nói rõ ràng, kèm theo sức mạnh siêu nhiên để đi chữa trị, ban phát phước lành khắp mọi nơi. Nghe thì có vẻ kỳ diệu, nhưng mà thật ra là điêu như cái cách lang băm võ nằm yên làm với nạn nhân của ông ta vậy. Trước khi xem thì tôi có tìm hiểu sơ sơ về dàn ekip đứng sau bộ phim. Đạo diễn của Ấn Quỷ chính là Sam Raimi, người đã góp phần làm nên tên tuổi của ba phần Người Nhện đầu tiên, rồi Ma Cây, Tắt Thở. Sắp tới có cả Lao Công Trang và Đa Vũ Trụ Điên Loạn nữa. Background quá là hoành tráng khiến tôi kỳ vọng cực mạnh vào The Unholy. Tuy nhiên, nó chỉ khiến tôi muốn sửa tên phim thành The Holies. Đầu tiên thì kịch bản của phim khá là dễ đoán. Ừ thì từ khi ra trailer, ai cũng có thể nhận ra điều đó rồi. Chuyện ma quỷ đội lốt thiên chúa, thần Phật đã quá là phổ biến, nhưng mà Ấn Quỷ không có được plot twist chuẩn để giữ lại dấu ấn trong lòng người xem. Anh em có thể bật phim lên để kiểm chứng. The Unholy dồn sự kịch tính vào cuối phim, và đúng là chỉ có mỗi đoạn cuối phim mới đủ kịch tính thôi. Chưa kể đến việc boss quá dễ đánh bại, chị quỷ làm mưa làm gió cả phim, kêu gọi tín đồ dâng trái tim linh hồn của họ chuyên nghiệp như cái cách công ty đa cấp, tiền điện tử, nhưng mà cuối cùng thì lại bị tiêu diệt chỉ vì cái chạm tay vào Alice. Đúng nghĩa là chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời đấy. Bên cạnh đó thì tạo hình của quỷ nữ cũng không được đặc biệt. Vẫn còn một lò với Valak, những thí sinh rớt trường make up và làm nails. Dù sao thì The Unholy vẫn có ý nghĩa riêng của mình. Phim đánh mạnh vào tâm lý thờ cúng các thế lực siêu nhiên mà không tỉnh táo đánh giá xem nó có thật hay không, có đúng hay là sai của con người, dẫn đến các hệ quả khôn lường. Vậy The Unholy nên nhận huy hiệu mê hay là chê của mê cine đây nhỉ? Chê nhá! Cuối cùng là Willy's Wonderland, hay còn gọi là Giả Lập Lao Công Chơi Đồ. Ban đầu tôi tò mò phim vì thấy có Nicolas Cage, hình ảnh ma tốc độ ngầu đét hiện về trong đầu, nên là tôi đã mong đây là con phim kinh dị đánh đấm ra trò. Nhưng mà không, đây là kinh dị đánh đấm pha trò, và ma tốc độ thì đi bốc mộ rồi, chỉ còn ông chú nghiện đồ mà thôi. Willy's Wonderland được xem là bản parody nhây bựa cho tựa game đình đám Five Nights at Freddy's mà Mê Game, người anh em của tôi, đã từng làm clip về nó rồi đấy. Chính vì thế sẽ thật là sai lầm nếu các ông trông chờ nội dung sẽ đắc đắc bử bử như là DC nhá. Willy's Wonderland kể về một người đàn ông vì không có tiền mặt trả cho dịch vụ sửa xe nên được offer công việc lau chùi tại khu vui chơi giải trí bỏ hoang của thị trấn này. Chỉ cần hoàn thành công việc thì anh ta sẽ có thể ôm bé xe lành lặn mà đi. Nhưng mà đời không phải là mơ. Đón chào nhân vật của Nicolas Cage, nào là tin Khmer, Loki luôn vui tươi và... Đồ với tao mà có màu đỏ thì đó là King Joy. Ý tôi là King Kong ấy. Vậy món ăn yêu thích của bọn chúng là gì? Là Beef Tage. Những kẻ đứng đầu thị trấn dùng nạn đinh tặc để kiếm mồi cho đám máy kia. Nhưng mà Nicolas Cage chỉ xem đó là tin vặt và khiến bọn chúng tắt đài hết. Chắc các ông thắc mắc là vì sao tôi nói gần như là toàn bộ nội dung của phim đúng không? Đại có nhiêu đó để nói thôi chứ còn gì đâu. Gần 80% phim chỉ xoay quanh chuyện Nicolas Cage. Dọn dẹp, nghỉ ngơi đúng giờ, uống nước tăng lực, đi đập bọn Willy, xong lại dọn dẹp. Lặp lại quy trình này tầm 7-7-4-9 lần là hết phim. Thậm chí là tôi có thể tạm gỡ não ra và xem Willy's Wonderland mà vẫn hiểu phim nói cái gì cơ mà. Willy's Wonderland sở hữu tiềm năng thành phim hay vì dựa trên cảm hứng từ Five Nights at Freddy's. Nhưng tiếc thay, kịch bản lại lỏng lẻo, nhạt nhẽo. Mà thôi, tôi kể ra một số điểm cộng của phim để vớt vát lại nhá. Chẳng hạn như là việc lên án chuyện con người có thể vì tiền tài, sự yên bình của bản thân mà lại hại người khác mà không hề mảy may cảm thấy tội lỗi này. Cuối cùng họ lại còn nhận cái kết thích đáng nữa. Hết rồi, điểm cộng duy nhất là như thế đấy. Anh em có thể xem chiếc phim này với bạn bè của mình để giải trí. Tin tôi đi, các ông sẽ không tốn phí gì trừ phí thời gian đâu. Vậy Willy's Wonderland là mê hay chê? Chê nhá. Và đó là top 5 phim mang màu sắc kinh dị mà Mê Cine muốn giới thiệu cho mọi người. Tất nhiên là vẫn còn nhiều bộ phim và series hay ho khác mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Bình luận luôn cảm nghĩ của anh em về phim hay là bất kỳ lời góp ý, gợi ý bla 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 cho Mê Cine nhé. Trước khi tạm biệt thì hãy ngó nhẹ xuống và nhấn like, share, đăng ký kênh ngay cho tôi nhé. Động lực làm việc của tôi đấy. Hãy nhớ, mê gì chi bằng Mê Cine. Hẹn gặp lại. See ya.